đấy mình cũng váy bóc lựa là tương tất make up các kiểu đến rồi. Thì anh ấy dắt một bạn nữ tới ạ. Hả? Ồ. Thì sau này mẹ có nói với em là bố em bị bệnh rất nặng. Ừ. Dạ, và bố cũng mẹ cũng nói là mẹ không muốn ép hai đứa. Nhưng mà cũng không gì đâu. Hai đứa yêu nhau, thương nhau thì bố mẹ mừng rồi. Nhưng mà bố là như vậy, nếu như mà hai đứa không cưới sớm, bố bị làm sao thì 3 năm hai đứa không cưới được. Ừ. Nên là bố mẹ vẫn nói theo kiểu là bố mẹ chỉ lo là hai đứa không cưới được. Ừ. Bố mẹ không có lo gì cho sức khỏe của bố mẹ cả. Sau khi em nghe vậy thì em chợt ôi, bố mẹ mình đã già rồi. Nhưng mà khoảng thời gian gần đây thì em cũng đã chậm hơn mà đúng không chồng? Dạ, cái này là này. Đầu xuân năm mới thì vợ chồng tụi em có một phần quà nho nhỏ gửi đến anh chị MC. Chúc anh Quốc Thuận cùng với chị Hồng Vân năm mới thật là an khang thịnh vượng, rồi là sức khỏe. Rồi, Tết ạ. Rồi, anh chị cảm ơn. Cảm ơn. Chị à, đã có bánh tét rồi, mình đã nhận rồi, thì làm sao chị? Có bao lì xì chứ sao? Rồi. Đây, coi như là bánh tét đi qua, rồi lì xì đi lại, đúng không? Chúc hai đứa mọi điều như ý, cầu được ước thấy sức khỏe dồi dào, lúc nào cũng bình an hạnh phúc nha. Rồi, rồi. Ok. À, xin mời ha. Để giờ mình sẽ cái bánh tét ra mình ăn tại chỗ luôn chị, để cho nó có không khí. Mời hai vợ chồng giới thiệu về mình nè. Thì em là Văn Tùng, hiện tại thì em đang là bình luận viên và nhà sáng tạo nội dung của một tựa game, một tựa eSports, thể thao điện tử ạ. Em năm nay nếu mà tính sang năm mới 2024 thì em 29 tuổi ạ. Hiện tại thì em đang ở quận 2 thành phố Hồ Chí Minh ạ. Và vợ em thì là MC ạ. Trẻ tuổi tài năng quá. Đó. Mời vợ Tùng. Dạ vâng, chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng, Hồng Vân thì em tên là Mai. Cái duy nhất tên để em khi đi làm MC thì là Mai Dora. Và anh ý đang làm bình luận viên trong giải đấu Liên minh huyền thoại của Việt Nam thì em là MC của giải đấu đó. Tức là hai chồng coi như là cùng song hành để gọi là làm chung với nhau, đi đâu chắc cũng là có nhau hả? Dạ vâng ạ. Dạ. Rồi bây giờ hai đứa kể cho anh nghe đi. Dạ. Cái duyên cớ nào mà hai đứa lại gặp nhau? Và có nhớ lần đầu tiên gặp nhau thì hai đứa có ấn tượng gì về nhau không nè? Dạ, ấn tượng đầu tiên là không có ấn tượng gì cả. Là cái đó là riêng Mai thôi đúng không? Dạ. Không, em cũng thế. Anh cũng vậy. Tức là lúc đó thì tụi em có gặp nhau ở một sự kiện dành cho những streamer. Buổi tối ngày hôm đó thì vô tình thôi là tụi em được sắp ngồi chung một bàn. Tất nhiên là bàn đó cũng có rất là nhiều người khác, nhưng mà tụi em cũng chỉ ngồi chung bàn và không có tương tác quá nhiều. Tụi em chẳng có ấn tượng gì với nhau cả. Một cái cô bé xinh như thế này mà em không hề để ý ư? Tại vì lúc này anh ấy có người yêu rồi ạ. Như vậy cậu ấy là một người đứng đắn. Ở đằng ấy có người yêu, vậy thì cái đằng này có người yêu chưa lúc đó? Dạ, lúc đấy thì em chưa có người yêu. Có một cái hay vui vui như thế này là lúc đấy tụi em tham gia một cái lễ trao giải. Thì lúc đó là váy vóc lụa là các kiểu này kia, anh ấy cũng mặc một cái bộ vest gần giống như thế này. Nhưng mà mình là con gái thì mình mặc bộ như nó hơi ít vải hơn một chút. Thế là cũng ngồi cũng ráng gồng lắm, nhưng mà lạnh quá, xong rồi cứ run cầm cập như thế này. Nhưng mà xung quanh bàn thì lại rất là nhiều nữ, thì bên cạnh là có một bạn là cũng là một streamer. Thì bạn đi quay sang, ôi Mai, sao nhìn run thế kia, lạnh thế à? Anh ơi, anh cởi áo ra cho bạn ý mặc đi. Thế là anh ý kiểu, xong em cũng kiểu, thôi không quen biết gì cả, lỡ mà đấy thì kỳ lắm, nhưng mà không sao. Thế là bạn ý lột luôn cả áo của anh ý ra để mặc. Thế là em đã vô tình mặc cái áo của anh ý. Hơi ấm lại chuyển sang em đã không? Thay vì là ông Tơ bà Nguyệt xe duyên, còn cái này là ông bạn. Là bà bạn. Bà bạn đúng không? Bà bạn đó. Sau cái chuyện đấy thì trong vòng 2 năm hai đứa em không nói chuyện gì với nhau. Ủa sao vậy? Dạ tại... Tại vì em vẫn đang trong một mối quan hệ khác, nên là nó chỉ là cái ấn tượng lần đầu tiên của tụi em gặp nhau thôi. Còn sau đó em còn chẳng nhớ rõ mặt anh ý luôn. Là cái gì Tết năm đó thì bạn là người chủ động không, em là người nhắn trước. Anh nhắn mà. Em nhắn trước. Em mới tại vì đợt đó là đợt Tết thì bọn em cũng có đi đóng một vài những cái chương trình chung sự kiện. Rồi anh nhắn làm sao? Em có nhắn là chúc bạn sang năm mới thì sớm có người yêu. Vì đợt đó thì bạn ấy cũng đang than là chưa có người yêu và mẹ gia đình các thứ cũng đang hối. Thì không ngờ là trong năm đó thì tụi em lại gặp gỡ nhau nhiều và bắt đầu quá trình tìm hiểu, thì được mọi người xung quanh cũng rất là ủng hộ. Là lời chúc em linh quá đó. Nhưng mà quan trọng là lúc đó là em đã xong cái mối tình kia chưa? Dạ rồi ạ. Xong rồi. Xong rồi. Thì bắt đầu mới là ấy. Đến một hôm đấy thì tất cả mọi người hẹn nhau để đi ăn. Thì anh ý bảo là anh cũng đi chung với mọi người nè, em cũng có đi không? Kêu dạ có, em cũng có đi. Hôm đấy mình cũng váy vóc lựa là tươm tất, make up các kiểu đến rồi. Thì anh ấy dắt một bạn nữ tới ạ. Bạn đó là ai? Cô ấy là ai? Bạn đó chỉ là một đối tác trong công việc và em đang muốn kết nối cái bạn đó với những đồng nghiệp khác của mình để mọi người giúp đỡ lẫn nhau thôi. Nhưng mà anh ý nhắc luôn một bạn nữ tới và em kiểu
Lúc đó là em cũng đã có cảm tình với bạn này rồi đúng không? Dạ vâng, đó. Là cả hai đứa tụi em đều đang gọi như là thẳng thính nhau rồi. Tình trong như đã, mặt ngoài còn e á. Thực ra thì đó cũng là một tín hiệu đèn xanh từ bạn ấy cho biết là bạn ấy đang giận dỗi em và thực ra là bạn ấy cũng có tình cảm với em nên là không thích điều đấy lắm. Thì em cũng chấp lấy cơ hội đó, tiến tới và thổ lộ luôn. Không dám công khai với fan, sợ bị fan trêu, hoặc là cũng đang trong quá trình tìm hiểu thì cũng chưa dám tiết lộ điều này với mọi người vội. Thì trong lúc mà tụi em tiếp tục livestream á, thì mọi người tiếp tục để truyền tiếp, mặc dù là tụi em đã thành cặp rồi, nhưng mọi người không biết là mọi người cứ tiếp tục trêu và gán ghép. Thì sau một khoảng thời gian không giấu được nữa thì tụi em quyết định là công khai. Phía sau gia đình thì là hai tụi em đều là con út trong nhà, nên là bố mẹ cũng rất là sốt sắng trong việc là thôi thì hai đứa cưới luôn đi, cho bố mẹ gọi là xong trách nhiệm sớm. Sau khi về ra mắt thì hai bên gia đình đều rất là hài lòng với con rể của mình. Và sau đó thì tổ chức đám cưới, thì tụi em mới tổ chức đám cưới tầm tháng 10 năm ngoái. Nhưng mà trong cái việc mà cưới sớm như vậy á, là bên nào thúc đẩy trước? Ra cũng vì bố của em cũng... Bố em không nói gì cả. Nhưng là lúc khi em về nói chuyện với mẹ thì trước giờ em chưa bao giờ nói với bố mẹ em là em đang quen ai. Lúc đấy lần đầu tiên em đưa Tùng về để gặp mọi người. Thì sau này mẹ có nói với em là bố em bị bệnh rất nặng. Dạ, và bố cũng, mẹ cũng nói là mẹ không muốn ép hai đứa. Nhưng mà cũng không gì đâu. Hai đứa yêu nhau, thương nhau thì bố mẹ mừng rồi. Nhưng mà bố đang như vậy, nếu như mà hai đứa không cưới sớm, bố bị làm sao thì 3 năm hai đứa không cưới được. Nên là bố mẹ vẫn nói theo kiểu là bố mẹ chỉ lo là hai đứa không cưới được. Bố mẹ không có lo gì cho sức khỏe của bố mẹ cả. Sau khi em nghe vậy thì em chợt, ôi, bố mẹ mình đã già rồi. Và em đã nói điều này với Tùng và em nghĩ là cả Tùng và cả bố mẹ của bên Tùng cũng hiểu. Chắc chắn là tụi em cũng sẽ cưới thôi, nhưng mà không phải là sớm như vậy. Nhưng mà đến bây giờ thì em nghĩ là tụi em vẫn rất hạnh phúc với điều đó. Ôi, và quyết định cưới luôn. Và bây giờ là rất là hạnh phúc đúng không? Dạ, và sức khỏe của bố em cũng đã khỏe hơn. Đó, nó trẻ nên, đẹp, xinh quá. Có nên là hỏi cái vấn đề kia hay không? Không, bắt buộc phải kể chị. Thế đầu năm là phải kể nha. Chứ vẫn có những cái gì chưa hài lòng về nhau đâu, thành nó phiên phiến như vậy. Thấy mày xinh quá luôn, xinh duyên dáng như thế này, nổi tiếng như thế này. Chắc không có những cái tật xấu đâu đúng không? Thực ra có, sau khi cưới về thì lại càng nhiều ạ. Không có tàn hắn hay chưa? Lắm tàn hắn quá. Hai đứa em đều có những điểm xấu riêng, nhưng mà em nghĩ là ở mức độ chấp nhận được và không quá đến em mức không đấy. Em không sau cần tàn hắn sau. Tự dưng có chuyển qua liền chấp nhận được. Bên kia không được đánh động như chưa? Dạ, để bên đấy nói. Chồng cứ thoải mái. Bận quá và khiến cho cái việc kiểm soát cái không gian trong khu nhà nó hơi bị bề bộn đấy ạ. Là chú đang muốn nói là vợ chú bề bộn đúng không? Cứ lôi mình vào của chúng em. Em cũng đã rất hiểu điều đó nên là em có mua một con robot dọn rác, nó tự động lau nhà các thứ luôn. Nhưng mà thậm chí là tụi em lười tới cái mức mà còn không cho nó làm việc. Vợ em nói rất nhiều ạ, vợ em nói cực kỳ nhiều, còn em là người nói rất là ít. Mong muốn được cái mai nó thay đổi cái gì nào? Mai sẽ nói ít đi. Nói ít lại một chút và nói lúc nào cần thôi. Chăm dọn việc nhà hơn một chút xíu. Rồi bây giờ tới Mai đấy Mai à. Một trong những cái mà khiến em chắc phải hơi phản bác lại một tí là bản thân em cũng khá là lười dọn dẹp thật. Tại vì kiểu công việc của hai đứa rất là bận. Và có nhiều lúc mà không có thời gian để mà ngủ luôn. Nên là nhiều lúc em sẽ cảm thấy là cả hai đứa đều không có quá nhiều thời gian để dọn dẹp. Nhưng mà khoảng thời gian gần đây thì em cũng đã chăm hơn mà đúng không chồng? Dạ, cái này là ngày. Hình như là nghe tin sắp lên chương trình nên là... Không thế, anh làm sao ấy nhở? Em là phụ nữ nên em nghĩ là em có cái nhu cầu chia sẻ và nói rất nhiều. Nhưng mà anh Tùng thì lại là một người rất ít nói. Anh ấy mà mệt thì anh ấy sẽ không nói gì cả và anh ấy không muốn người khác làm phiền đến mình. Anh ấy sẽ muốn ở nghỉ ngơi. Nhưng mà nhiều lúc thì em sẽ không nhận biết được điều đó. Tại vì anh ấy đã vốn rất ít nói rồi. Không chia sẻ với vợ. Dạ, em nghĩ là thế. Những lúc nóng giận thì thỉnh thoảng sẽ nói những câu làm em hơi tổn thương. Đó, không kiểm soát lời nói. Đấy, anh ấy rất là hay vứt tất và quần áo lung tung trên sofa. Đó, mua bột đấy. Em nghĩ có một cái tật xấu mà em rất muốn anh ấy thay đổi. Đó là anh ấy đừng cố gắng sức để làm việc nhiều quá. Vì những lúc ấy nhìn anh ấy rất mệt nhưng em cũng rất là xót. Em biết là điều rất là tốt nhưng mà là một người vợ em vẫn cảm thấy sức khỏe của anh ấy phải thay đổi đúng không? Sắp xếp thời gian, công việc cố quá. Hai đứa là quá son đúng không em? Đẹp đấy chị. Quá son, quá dễ thương nhá. Đấy, cái Tùng cái Mai lúc nào cũng quấn quýt với nhau nhá. Đấy. Rồi, chúc mừng năm mới hai vợ chồng nha. Rồi, ok. Là Quang Hồi, năm nay em 26 tuổi ạ. 26. 26 tuổi. Đứa là Mỹ ở Mô. Em là Thùy Anh. Dạ, em tên là Thùy Linh, em quê ở Bình Định.
Vậy thì hai bạn cơ duyên nào gặp nhau? Em với anh Hội là học chung đại học. Hai đứa tụi em là tham gia cùng một câu lạc bộ chứng khoán ở trường. Vậy hả? Hồi lúc Hội gặp bà xã ở trường là lúc đó là bà xã nói tiếng Sài Gòn hay là nói tiếng Bình Định? Với em bằng nội giống như vậy ạ. Nói như vậy chắc là em cũng ấn tượng cũng giống như là chị đúng không? Khi mà nghe cái giọng Huế ngọt ngào như rứa nè, em có cái ấn tượng đó không? Ấn tượng anh này đặc biệt là nói giọng Huế cùng quê với em, rồi nhìn cũng sáng sủa cũng đẹp trai. Nói chung á là khi ấn tượng về nhau rồi á thì có tỏ tình liền không? Tụi em quen nhau là từ lúc mà biết nhau cho tới lúc yêu nhau là 2 tuần. Chính thức yêu nhau là sau 15 ngày. Dạ. Vậy thì bây giờ anh muốn em kể cái giai đoạn mà trước 15 ngày đó. Lúc mà về là anh Hội tự động tìm số điện thoại của em rồi nhắn tin em, cũng giao lưu qua lại nói chuyện hỏi thăm. Xong rồi sau đó khoảng 2 ngày á là anh này mới tham gia cái cuộc thi ở dưới được trường đại học ngân hàng. Ảnh đoạt giải nên rủ em xuống ủng hộ anh nhận giải. Cổ vũ đúng không? Dạ đúng rồi. Sau khi ăn mừng chiến thắng thì trễ quá nên là tụi em quyết định thuê khách sạn ở lại luôn. Hai đứa hả? Không. Hay là đi chung với một đám bạn? Đám bạn luôn. Có thổi dưới. Nguyên đám vô thế sạc. Rồi chuyện gì xảy ra? 6 người mà cái khách sạn có một phòng, một có một giường thôi à. Đây là 3 người phải nằm dưới đất, 3 người nằm trên giường. Cho anh hỏi là cái số người mà nằm trên giường là ai? Đây còn Linh, về thêm một bạn gái nè. Em cũng nằm trên giường luôn. Chà, sướng như vậy. Dạ. Khi lúc đó công việc vô tình thấy cậu ý mà Linh nằm sạc với em á. Tối hôm đó thì không biết là lúc đó Linh ngủ hay chưa nè. Nhưng mà tự nhiên còn lúc Linh đưa chân lên gạt qua người em. Cho hỏi lúc mà đưa cái chân lên gác là ngủ chưa? Anh kể lại em mới biết chứ. Anh thì đã chưa ngủ đâu. Là lúc đó là tôi nhắm cảm thấy nó hơi bị hồi hộp. Nói chung là đêm đó cũng lấn cũng khó ngủ. Lúc đó em nghĩ là chắc là em lại có ý đồ vợ không anh. Rồi sau đó thì sao? Mà khoảng một tuần sau là sinh nhật của em. Lúc đó là tụi em cũng chỉ nhắn tin qua lại chơi với nhau thôi. Cái anh Hội mới cầm một bó hoa hồng 18 bông lên trên lớp tặng cho em. Em thì cũng bất ngờ mà bạn bè em la hét lên rồi đồn đại tùm lum. Thì đứng trước cửa lớp em ngại quá, em nói là xuống căng tin ngồi. Thì xuống căng tin ngồi lại gặp người ở trong câu lạc bộ cũng phát hiện ra rồi đi đồn đại Linh với Hội đang quen nhau kìa. Lúc mà em tặng hoa rồi có mượn cớ đó để tỏ tình luôn không? Dạ chứ, bởi vì lúc đó cũng là ngày sinh nhật của Linh. Từ ngày mà tụi em quen nhau là ngày 15 tháng 12 thì cái định ngày 28 tháng 12 còn mới có 10, 12, 13 ngày à. Thì như vậy là hơi sớm. Chẳng qua là có ngày sinh nhật nên cái cớ để mình có thể chụp nó ở tình cảm của mình đợi nữa. Vậy thì sau cái vụ mà tặng bông mà bà mượn bông để nói thay lời muốn nói của mình á thì bao nhiêu lâu thì em nói thiệt? 2 ngày nữa là ngày 31 tháng 12 á. Đêm đó là em về một nhóm bạn là rủ nhau ra cà phê bệt. Thì ngồi để đón nhau thưa và chơi vào bóng rồi vậy. Cái đêm thất tay lúc đó em đi chơi với anh khác. Lúc đó em cũng chưa có nghĩ là em thích anh Hội. Cái lúc em đó thì anh Hội có nhắn tin nói là anh đang ngồi ở cà phê bệt. Nếu như mà em rảnh thì ra chơi cho vui. Mà lúc này em đang đi chơi với anh kia nên em cũng nói với anh kia là anh Hội rủ em ra chơi. Mà em cũng muốn ra đó. Xong anh đó mới nói với em là thì bây giờ anh chở em đi ra một vòng. Nếu như mà em thấy thì vô ngồi chơi. Còn nếu như mà không thấy thì đi về luôn. Vừa mới ra tới là em thấy liền luôn. Rồi sao? Thì tụi em cũng vô ngồi chơi luôn. Ngồi, dạ. Anh kia vô luôn? Dạ. Vô luôn. Lúc đó cảm giác em sao rồi? Dạ cũng bình thường, bởi vì lúc đó anh đó cũng là cũng người quen mà em biết. Rồi cái đêm hôm đó là có tỏ tình không hay như thế nào, cho hồi hộp dưới gì trời? Sau 12 giờ thì tụi em nguyên một đám rủ nhau về nhà một anh bạn đi. Lúc đó thì em chở lên cũng 12 giờ mấy trời đêm giao thừa là cũng lần nha. Thì lúc đó em bảo là nếu lần thì em đưa tay vào trong áo anh cho nó ấm. Thì lúc đó Linh không phải không nhận là không đưa tay vào áo em mà tự nhiên ngồi sau ôm trong lại anh. trong lúc đó tôi nhớ cảm giác mà lân rồi sung sướng. Rồi sao, rồi em có nói luôn không? Thì thưa thật xong lên, thì lúc đó em cầm tay lên em giữ chặt. Sau khi về nhà anh nọ rồi thì nguyên đêm đó là em nằm tay lên một đêm luôn. Mặc dù là không nói gì cả nhưng mà cũng đã nghĩ lên một bằng gạo nữa đó. Lúc đó mình đã có cảm tình với Hội. Em thấy anh này cũng như là thích em nhưng mà cứ ngượng. Cho nên là em bực mình quá em ôm luôn. Coi anh làm gì. Nè, sao em nói lúc trước là em không thích với người khác, còn bây giờ lại thích là sao? Lúc đó em cũng chỉ cảm tình thôi. Dễ thương quá Hội, dễ thương quá. Nãy giờ chị đang muốn nói cái cảm xúc như vậy nè. Em nghĩ rằng cái tình cảm này nó chỉ là một cái tình bạn. Nhưng mà chính ra từ trong sâu thẳm của em á, em đã bị cái giọng nói này chinh phục, bị cái con người này chinh phục rồi. Nhưng mà em dối lòng thôi. Cho nên á, cái chuyện mà yêu nhau á, nó là duyên số rồi. Rồi sau đêm đó là hai bạn chính thức quen nhau. Vậy thì kể cho anh và chị Vân nghe, trong cái thời gian mà yêu nhau á, các bạn có những câu chuyện vui gì? Đi Phan Xi-păng là ấn tượng nhất. Ảnh khao khát là muốn chinh phục đỉnh Phan Xi-păng á. Ảnh lên kế hoạch là với 6 người bạn book vé đi Hà Nội, mọi thứ là chuẩn bị hết.
đến phút cuối á thì mấy người bạn của ảnh lại mỗi người có một việc, cái là không có đi nữa, ảnh không có bỏ. Tâm leo mang Sapa, thấy có cho vợ leo cùng không? Ý của em là muốn rủ Linh đi theo, nhưng mà đi theo đến Sapa thôi. Bởi vì em nghĩ là Linh thì có vẻ yếu đuối, bởi là cũng không đủ sức để mà leo lên một chặng đường này dài và cao và nguy hiểm như vậy, em không cho Linh leo. Cùng thì sao? Trời ơi, em á là em không có ý định đi, mà em cũng không có nghĩ là em sẽ leo Phan Xipan. Nên là em mang đồ rất là sơ sài, trong khi anh này thì giày leo núi rồi áo lạnh đủ các thứ. Rất là pro đó. Dạ đúng rồi, kỹ càng lắm. Cái là em lên tới Sapa xong rồi mua cái vé leo Phan Xipan. Lúc đó tự nhiên em thấy là cái đoạn đường này nó khó khăn lắm, mà nó có vẻ nguy hiểm nữa. Em không có chấp nhận để cho cái người đàn ông của em mà cô đơn một mình trên cái con đường như vậy. Thế là quyết định leo chung. Dạ, nên là em nằng nặc là em leo chung luôn. Cuối cùng đứa nào lên đỉnh trước? Em lên đỉnh trước. Em á hả? Lên tới núi rồi mới vỡ lỡ ra là em leo khỏe hơn anh này gấp nhiều lần luôn. Rất là pro ha, giày leo núi rồi ba lô rồi tất tần tật mọi thứ, cuối cùng nó nặng quá leo không nổi. Người ta không có cái gì người ta leo thong thoát. Trời ơi, lúc mà lên anh Hội là cứ đi vài bước cái thở phù phù phù, là cứ đi tí là nghỉ tí, còn em là liên miết luôn. Xong rồi mới về là anh này mới nói là anh hối hận là không có đi sắp biên chung với em, tại vì em đi bộ quen rồi. Sau cái lần đó chắc phải thay đổi quan điểm. Đúng rồi, kinh nể không? Cách nhìn của em với Linh mà khác. Khác liền luôn. Khác này chúng là khác nhiều lắm. Chúng là về cái việc bất ngờ, về cái việc mà leo núi, về cái sức khỏe của Linh. Qua cái việc đó thì em thấy Linh không phải là yếu đuối như là mình nghĩ. Linh có thể cùng em trải qua nhiều thứ hơn, có nghĩa là không chỉ những lúc vui mà thậm chí những lúc khó khăn. Linh giống như một người bạn và một người vợ, thậm chí hơn nữa. Có nghĩa là họ vỡ ra đó thì mới biết đây là một nửa của mình, đúng không? Dạ. Mình đó đi tìm nó, ráp vô một cái là thành cái mặt trăng đó. Và sau khi đã thành một nửa nhau rồi á thì Hội có điều gì bất ngờ ở Linh hơn không? Nhưng mà hai bạn có hay giận hờn nhau không? Chắc tuần một ngày. Trời, một tuần một ngày. Ngày tháng 4 lần giận cũng mà thấy hơi nhiều à, nhiều một à. Lần vậy là bao nhiêu lâu mới về? Thường em giận mấy chuyện vặt không à. Tại vì trước đến giờ là ảnh là bừa bãi, không biết làm gì hết á. Mà cứ nghĩ là việc nhà là phải là con gái làm. Lúc yêu nhau em có biết điều đó không? À, hồi đó là em đòi chia tay một lần rồi. Anh Hội á, ở trong phòng uống nước ngọt, uống nước suối, tiện tay thả xuống dưới đất á. Cái gọi điện em, alo em qua dọn phòng cho anh, qua là đây ở dưới bàn là toàn là chai nước rác rồi giấy quá trời. Xong rồi em cũng ngậm ngùi em dọn, xong em đòi chia tay luôn. Vậy đó. Lúc đó là chia tay thiệt luôn. Em nghĩ là em không có chấp nhận cái người đàn ông mà sống chung với mình mà cẩu thả gì. Khi mà đòi chia tay vậy thì Hội làm cách nào để mà níu kéo lại? Lúc đó thì em thấy Linh là khác thương. Lúc đó là em cũng nắng nề, em lần sau anh rút kinh nghiệm lại, anh không như vậy nè. Giờ còn bừa bộn không Linh? Đỡ hơn nhiều rồi chị. Tụi em cưới được mấy năm rồi? Dạ, tụi em mới cưới được 4 tháng. 4 tháng thôi à? Bây giờ coi như giờ chưa có em bé đúng không? Mới được có 4 tháng thôi. Vậy là bây giờ là tài chính là ai giữ? Tài chính chắc chắn là phải là phụ nữ giữ rồi chị. Anh Hội giữ tiền. Thấy chưa? Thường là người phụ nữ giữ tiền mà. Tại vì á, là trước khi cưới thì em đã thỏa thuận rồi. Tính em thì cũng vô tư thoải mái, nên anh Hội thì kỹ tính hơn em, nên là giữ thì nó chu đáo hơn. Gia đình em thì là ngược đó nghe, chứ thường là nữ giữ tiền không lý thể... do gì Hội giữ tiền? Mời em gọi tỉnh là hậu đầu. Sau khi cưới rồi mới phát hiện đúng không? Dạ, thật ra lúc cưới thì cũng còn một vài biểu hiện thôi. Nhưng mà hậu đậu đi theo cái nghĩa là Linh bị làm mất tiền hay là tiêu xài hoang phí, không biết tiết kiệm? Và trong em đem tiền đi gửi ngân hàng á. Linh ở nhà, Linh xếp tiền. Lúc mà ra ngân hàng em gửi thì em biết là dư mất 2 tờ. Bị dư tiền mà Linh không biết. Đó, cái hậu đậu đó là có lợi cho người khác đó. Chính như vậy mà Hội giữ tiền. Thế rồi mỗi lần em muốn mua gì em phải xin hả? Anh ơi cho em, anh ơi hả? Bây giờ em thấy em cũng cần phải thay đổi lại cái kiểu này. Nhiều khi em muốn mua những cái mà em nghĩ là nó cần thiết, mà anh Hội nói là nó không có cần thiết. Vậy bây giờ em có muốn thay đổi, em là người được giữ tiền hay không? Về phía em là cả hai người cùng giữ tiền luôn, để mà chi tiêu những cái trong gia đình á. Hội có nghe vợ mình vừa nói không? Hội có suy nghĩ và Hội có chia sẻ với vợ mình không? Dạ, thật ra giữ tiền thì giữ tiền mặt thôi, mà tiền mặt thì đâu bao nhiêu đâu anh. Quan trọng là giữ tài khoản. Dạ. Thực ra thì chồng sợ vợ là làm rơi, làm rớt, làm mất nè, rồi đếm lộn thôi. Mới có 4 tháng á, thời gian nó còn quá ngắn mũi để mà hai bạn còn phải tiếp tục gọi là tìm hiểu, khám phá nhau và phải hòa hợp với nhau trong cái cuộc sống gia đình. Rất là mong là các bạn sẽ không phải phát hiện ra những tật xấu của nhau nữa, đúng không? Có tật xấu gì không?
vợ em có tật xấu gì không? Vợ em hầu như không biết nấu ăn, nhưng rất là nhạt nấu ăn cho chồng ăn. Chắc là rất là lười nấu ăn cho chồng ăn không? Em không biết nấu ăn hay là em không thích nấu ăn? Em thích, nhưng mà nếu mà một mình em làm, em đi làm về mệt rồi mà em nghĩ tới cái cảnh mà em đi chợ rồi nấu cơm rồi nấu xong rồi ăn, ăn xong rồi dọn nữa là em hết sức luôn. Em không nấu nữa. Nhưng mà phải có người phụ giúp cho em. Ví dụ như chồng em là phải phụ em rau hay là rửa bát, ăn uống xong là anh dọn dẹp. Chứ nếu như mà một mình em làm hết là em không thích. Vậy hỏi có bao giờ mà phụ vợ mình nấu ăn không? Dạ, thế cũng có đôi lúc á. Một đồng nó cũng có một đôi lúc là em lại không phụ gì cả. Thế và cái đôi lúc mà không phụ gì cả nó lấn lướt cái đôi lúc phụ à? Lấn lướt nhiều không Linh? Em thấy là hầu hết luôn á. Vậy hả? Bây giờ các bạn mong muốn cái gì ở nhau này? Em muốn là mình dành thời gian mình làm một bữa ăn gia đình, mình không cần gì mà vô cả. Chị có ý kiến nè. Thuận là một anh chàng độc thân mà chắc cũng sắp hết độc thân tới nơi rồi. Trong trường hợp này á, nếu là em xử lý như thế nào? Theo tôi nghĩ một cái điều đơn giản là nếu như vợ về muộn mình sẽ bắt tay vô mình nấu ăn phụ cho vợ. Chuyện đó tôi nghĩ rất là đơn giản. Cái chuyện mà đàn ông mà ngày hôm nay vào bếp là cái chuyện bình thường thôi. Rồi bây giờ hỏi tới Linh nè, nếu như chồng em có những cái quan điểm giống như anh Thuận đây á, thì em có cảm thấy như thế là đủ không? Tạm thời em thấy đủ. Rồi giờ hỏi em câu cuối cùng nè. Thì ra biết gọi làm được như thường thường không? Dạ vẫn đang làm đó. Đâu tuần rồi em ơi, Linh ơi, vừa ní tuần đấy em muốn mua cái chi? Hả? À. Rồi đó sáng đó là về là hai vợ chồng mà sụm nhau không nấu nữa mà tư ăn với nhau không nửa rửa rồi nửa một chén thôi. Dạ. Làm được không? Được không? Làm được đó nha. Bắt tay nhau. Rồi hy vọng là sau cái bắt tay này về mỗi người sẽ có một sự thay đổi để cuộc sống của các bạn hạnh phúc dài lâu. Xin cảm ơn các bạn. Dạ. Rồi. Chào chú anh Thuận, chào chị Hồng Vân. Rồi, em ngồi đi, thôi. Em cứ ngồi cứ thoải mái. Rồi. Sao em tên gì? Dạ, tên Mai Văn Trung. Quán em ở Bình Định. Tại giờ tài xế xe. Em là tài xế xe. Nhiêu tuổi rồi Trung? 29 tuổi. 29 tuổi. Ở Bình Định. Dạ, Trung Bình Định. Mới vô luôn. Mới vô ngày hôm qua. Cả hai chồng luôn. Dạ, chồng luôn. Wow. Đêm qua có đi khám phá Sài Gòn không? Đi ăn xíu không? Đi xíu hả? Dạ. Chào mời em. Dạ xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em tên là Hồ Thị Kim Huy. Hôm nay em 21 tuổi, quê Bình Định luôn ạ. Kim Huy hả? Dạ. Mới 21 tuổi thôi hả? Dạ. Là lấy chồng được mấy năm rồi? Dạ mới lấy chồng được 7 tháng. 7 tháng. Quá sổ rồi. Dạ. Huy, công việc của Huy là gì? Dạ hiện tại là làm công nhân của dược, công ty dược. Công ty dược. Dạ. Và hai đứa quen nhau sao ta? Dạ. Lần đầu tiên là hẹn hò như thế nào? Đoán nữa, đây đánh tài xế. Tài xế chắc là đi lại đến công ty dược để mà lấy thuốc. Lấy thuốc, rồi giờ gặp một cô bé giao thuốc thấy dễ thương quá cua luôn. Đúng không? Có là Mai. Là Mai. Là Mai. Dính đồ, không dính. Em là Mai. Nhưng mà em đỡ cho chị được. Chị phải dẫn ra là Mai. Rồi, bây giờ kể cho anh nghe coi cái câu chuyện là Mai đó như thế nào nè. Em ơi, em phải dán cái tóc lên để cho ta thấy được cái gương mặt đẹp, thật đẹp của mình được không ạ? Đó, rồi. Câu chuyện làm mai sao nè? Chị ở nhà mới kêu em lấy vợ ơi, chưa muốn. Thôi cố gắng kia anh ơi, theo chị đi ra người đó, phía vợ. Để dẫn vô nhà mình nhé, được. Vậy đó hả? Dạ, có nghĩa là em chưa muốn lấy vợ, nhưng mà bà chị bà dắt em đến gặp bé này là em mơ liền. Dạ. Đúng không? Thế cũng được. Chứ sao được, quá được luôn á. Lúc đó cô ấy như thế nào ta? Dạ. Có rụt rè, không nói chuyện hay là... nhìn mình ở trong nhà cứ lên xuống thì bực mình đó. đi xuống mà lên xuống làm gì hả Huy? Lên xuống làm gì? Tại cũng muốn coi thử con trai như thế nào. Rồi em thấy sao? Em thấy sao? Dạ, gia đình là thuộc dạng gia đình truyền thống của Hữu, cho nên là không dám nhìn chính diện, chỉ là đi lên nhìn kén tí mà cũng không nhìn rõ được. Chừng sau rồi anh đi ra ngồi anh thì con nhìn thấy bóng lưng của anh ấy. Thì nhìn cái ấn tượng đầu tiên á là một bờ mông rất là to. À thấy cái mông to à? Dạ. Nhìn vào một cái vòng bao rất là khủng đúng không? Đó. Dạ rất là thích cái mông to. À vậy đó hả? Dạ, cái gu của em là như vậy? Dạ khoái. Khoái. Dạ. Không có nhìn mặt luôn. Không nhìn mặt, chỉ ấn tượng là tại cái bờ mông với tấm lưng là... Đó, tại vì liếc mà đâu có dám nhìn trực diện. Em có thể đứng lên cho anh coi. Xoay một vòng cho anh coi.
xây ra, dán cáo lên cao xíu cái nè. Rồi quay dạ. ra đây coi, quay ra, quay qua đấy, quay lại. Giờ teo rồi. Rồi teo rồi, thôi ngồi xuống đi. Trời ơi, chăm 7 tháng chăm con ta làm sao mà để ta teo cái vòng ba vậy hả? À. Con em gặp là em thích bạn này luôn. Dạ. Thích liền luôn, phải không? Thích liền. Ờ, mà là tại sao cứ đi lên đi xuống không ngồi nói chuyện làm em bị bực mình đúng không? Bực mình chỉ làm duyên. Làm duyên á, làm duyên á. Nhưng mà cái mặt thì dễ thương đúng không? Dạ, dễ thương. Mặt quá dễ thương đúng không? Dạ. Rồi sau đó như thế nào? Sau đó là về ra đi tìm show, ra tiếp. Ra tiếp nữa. Dạ. Ủa là sao, là sao? Em nói chậm chậm thôi. Tức là đi ra tiếp. Đi về nhà nhưng mà hôm sau trở vô lại. Trở vô lại tiếp nữa. Rồi sau đó là ngày nào cũng vô không? Dạ, ngày nào cũng qua luôn ạ. Ngày nào cũng qua luôn. Nhưng mà sau đó thì cô ấy còn đi lên xuống không, là sáng vô nói chuyện mình luôn. Đi Uber. Xin ba mẹ đi uống cà phê. À cái gì? Là con nghĩa là uống cà phê. Đi uống cà phê. Dạ. Tối qua ở nhà là rượu uống cà phê rồi đi chơi. Uống cà phê. Rồi. Là cái lần đầu tiên mà hai đứa đi uống cà phê á là cách đó, cách cái hôm mà coi mắt là mấy ngày? Một ngày. Một ngày. Là bữa sau ngày hôm sau là đi uống cà phê là với ông anh. À. Rồi vô. Có lúc nào hai đứa đi riêng á? Đi riêng là ông anh nói là thôi mày đi chở bé đi hai tụi bay đi. Là cũng ngày hôm đó luôn, ngày hôm sau đó luôn. Ngày hôm đó luôn ạ. Qua ngày hôm sau lại uống cà phê luôn. À. Hiểu không? Nhưng mà đi làm ông anh bảo kê. Ghê. Okay. Tới đó rồi cái ông đi chỗ khác để cho hai đứa. Hai đứa về mình. Hai đứa. Dạ, hai đứa. Giới thiệu hai đứa vô quán. Giới thiệu. Lúc đó em mới nhìn rõ cái gương mặt của ảnh đúng không? Dạ cũng hay sao? Thấy mũi cao. Như mùa cười, như nụ cười rất là ấm áp. Nhưng mà vô thì nói gì? Ừ đúng rồi, hôm đó anh vô fan có dê em không? Dạ không, anh không, từ lúc quen tới lúc cưới rồi không có dê. Như vậy là không có giống dê. Không có giống cái ông trước. Ờ, không nắm tay nắm chân luôn. Dạ có nắm tay, nhưng mà không có đụng chạm gì hết. Ờ, cho tới ngày cưới luôn. Dạ. Mà khi về là đùi, là đùi. Về là đùi. Đi ra giữa đường á. Là có nghĩa là sao cái bữa đó đâu, sao cái bữa đó luôn. Là đi luôn. Dạ. Tức là đi đặt đâm chim. Mấy ngày sau là đi chơi quen rồi là anh ngồi trước, anh ngồi cứ cơ đỡ tay nghe đuổi á. Rồi phía sau cái gì đúng không? Dạ. Lái xe xong rồi là hiện tại đó, hiện tại đó. Rất là nhột. Nhột, cảm giác là nhột chứ không nhột mà thích nha. Nhưng mà là để luôn đúng không? Để luôn nhà đúng không? Dạ. Để luôn, cứ đi lái rồi đi cầm tiền rồi. Cứ là đùi vậy đó. Nhưng mà không dám đỡ tới về nhà. Chỉ là còn tới nhà là bỏ tay ra. Nhưng mà đi tới mấy giờ về? Ba mẹ chỉ cho tối 9 giờ là về được. Dạ. Vậy hả? Như vậy là hai đứa quen nhau coi như là cưới được 7 tháng rồi đúng không? Dạ. Vậy là quen nhau bao lâu thì cưới? Khoảng 20 ngày là đính hôn ạ. Gần tháng à? Gần tháng luôn. Dạ, gần tháng là đã đính hôn rồi. Dạ. Gần tháng. Con nghĩ là khoái quá rồi đúng không? Khoái quá luôn. Rồi lúc là đi mua nhẫn cầu hôn luôn hay sao? Dạ chưa được cầu hôn ạ. Chưa cầu hôn. Chưa hiểu. Dạ chưa được cầu hôn nhưng mà có nhẫn cưới rồi. À là đeo trước thôi. Dạ. Là đeo trước đúng không? Dạ. Hai bên gia đình thì sao? Ấy cũng ai cũng biết. Giới thiệu mà. Đây là giới bà chị giới thiệu mà. Rồi. Mà hai gia đồng ý hết, hai vui vẻ cho hai đứa luôn. Dạ. Rồi có viết thư tỏ tình hay là nhắn tin tỏ tình gì không? Dạ không luôn ạ. Cả hai đứa là từ lúc quen tới ngày cưới là không bao giờ tỏ tình gì hết. Chưa bao giờ nhắn tin nói là. Dạ không ạ. Tại vì chồng cũng không có xuyên mà cầm điện thoại nhiều, với lại là không thích nhắn tin, thích gặp mặt. Gặp mặt thực tế vậy nên hay không? Gặp trực tiếp hay không? Nhưng mà rồi lúc đi về là có điện thoại. Có hả? Rồi nấu cháo điện thoại không? Có nấu cháo điện thoại không? Dạ anh. Cua bé này là hết nhiêu tiền điện thoại, nói chị nghe coi. Chầm mấy. Chầm mấy thôi hả? Gì bèo vậy? Đi ra mà. Giờ cho xem một tối gì đó là được. Là ngày nào có Zalo mình mới lô là gặp mặt. Gọi điện Zalo gặp mặt luôn. Dạ. Bộ đó giờ không biết nhắn tin hả? Không. Không biết nhắn tin tỏ tình hả? Dạ không luôn ạ. Chậm. Chậm gì? Chậm. Viết tin nhắn chậm. Chậm. Viết tin nhắn chậm. Chậm nhìn. Ủa, nhưng mà chữ nghĩa sao mà nhắn tin chậm? Biết không biết, không chậm chứ là mình là vợ lên. Không có biết nhiều chữ đúng không? Dạ. Nói chung bây giờ người ta thật ra bây giờ người ta gặp không ai cái vô chat đó, bấm vô cái nói được rồi. Dạ.
em ơi đang làm gì đó, ở đâu vậy? Em ơi ngủ chưa? Cái giá cái điện. Đúng không, đúng không? Mới lâu mới ngủ luôn. Ồ vậy đó. Mới chừng nào mà ngủ không? Nói chuyện xong ngủ luôn. Yeah, ngủ là luôn. Con là em bị mơ là mỗi lần anh gọi là dở buồn ngủ lắm. Mà không gọi là khó ngủ lắm á. Nhớ đúng không? Nhưng mà gọi điện là để cho ngủ đó. Hiểu gọi điện là ngủ à? Có khoảng 3 phút là ngủ. Đó, em hiểu hai bạn này không? Không ngủ thì không gọi thì nó không ngủ được. Không ngủ được. Nhưng mà gọi để ngủ đó. Gọi cái. Yeah. Để, hiểu không? Gọi là nói chuyện cái là đó, chồng cũng để Zalo rồi ngủ luôn á. Hai đứa nhìn nhau. Nói thử cái gì không? Bé nói là gì không? Gọi 3 phút là ngủ liền. Thì đó, nó không ngủ được, nó phải nhờ gọi để cho nó ngủ. Làm như là quen hơi đó, quen hơi, quen chậu vợ, quen giọng, quen giọng á. Đó, nghe cái giọng. Là về phải điện à, chứ không điện không được. Chồng bây giờ lúc còn quen là ngày nào cũng qua, cho nên là nó bị quen rồi. Những ngày nào mà chồng không qua chơi á, giỏi hơn. Ngày hôm đó không gọi điện luôn. Gì hả? Nếu mà chồng gọi điện thì tắt máy. Mày gọi sao mày gọi, tao đéo nghe. Thật thà. Thật thà dễ sao. Mặc dù chồng hơn em tới 8 tuổi. Ừ, mà em nổi điên lên là dạ. Tao không cần luôn. Dạ. Em nhưng mà tới nửa đêm rồi. Chết cha nhớ quá. Cũng gọi là. Tức là nhớ em nhớ quá đúng không? Em nhớ là em chủ động gọi lại cho anh. Dạ. Ờ. Khi mà giờ chủ động gọi lại thì thấy làm sao? Sướng thấy không? Được, bữa này gọi tới á, bữa nay mày gọi lại tới á. Nghe. Coi như 20 ngày chịu hết nổi thôi, đăng ký kết hôn cho rồi đi đúng không? Đăng ký kết hôn là qua ngày cưới. Cưới sau cưới rồi mới đăng ký kết hôn. Tức là sau khi cưới. Có nghĩa là 20 ngày là mình cưới luôn rồi. Là 20 ngày là đính hôn. Đính hôn. Rồi khoảng 1 tháng sau là đám cưới ạ. Như là tổng cộng vừa quen mà vừa làm đám cưới vào khoảng 8 tháng. Dạ. Đúng không? 8 tháng rồi hả? Đúng rồi. Dạ. Giờ cưới được 7 tháng rồi, còn 1 tháng quen nhau đúng không? Rồi. Tìm hiểu. À hiểu rồi. Đó, rồi sao? Rất là nhanh luôn. Rồi sao trước khi cưới ảnh có thú nhận với em cái gì không? Cái đó bây giờ gì nè, hỏi cái vụ mà giữ gìn cho nhau đó, có giữ gìn cho nhau cho tới ngày đám cưới không? Dạ, giữ gìn từ tới ngày qua ngày đám cưới luôn ạ. À, có nghĩa là cái đêm động phòng là không có luôn. Dạ. Buồn. Sao vậy? Tại vì đám cưới ngày hôm đó là rất là vui. Ảnh mừng quá, không có kiểm soát được cảm xúc của mình nên uống hơi quá chén. À, uống nhiều quá đúng không? Dạ. Đến tối 8-9 giờ ảnh mới dậy. Thì sau đó là uống tiếp và ngủ tới trưa luôn ạ. Không trưa có dậy sau. Nổi, không làm ăn gì được hết. Dạ. Còn em thì đếm tiền sặc máu luôn ạ. Đếm tiền sặc máu luôn. Có người đám cưới lời không? Dạ, cũng vừa đủ trang trải. Vừa đủ trang trải thôi. Dạ. Rồi xong là mấy hôm sau mới có đêm tân hôn. Qua hôm sau không? Qua đêm sau. Qua đêm sau không? Nhưng mà sao chung? Dạ. Thấy đêm tân hôn giá trị không? Đã. Dạ. Có bị vụng về gì không? Có chứ. Có chứ. Có chứ. Tại vì hai đứa là lần đầu tiên biết mà. Anh là đầu tiên biết mà. Em cũng đầu tiên. Em là đầu tiên luôn. Dạ. Bé vợ anh. Nhưng mà bữa đó bé vợ nó có khóc không? Dạ không. Vậy hả? Không có vui trời quá, nghĩ không vui quá mà. À, rồi bây giờ là coi như ổng với nhau được 7 tháng rồi. Dạ. Rồi có tật xấu gì không? Khui đi em. Nhờ chồng nói trước. Bé vợ dữ không? Dạ. Bé vợ có dữ không? Nóng tính á. Nóng tính phải không? Nóng tính. Gọi gì nữa nè? Bờ bụng. Rồi mỗi lần nóng tính thì biểu hiện như thế nào? Trọng mắt lên. Trọng mắt lên. Gương nó sợ. Nhìn cái là sợ liền. Sợ. Sao mình lấy lại đi cho chút mình dìa lại. Mình ra ngoài chút rồi mình dìa. Nóng tính rồi. Chứ rồi mình ngồi đó nóng nữa là nó đổ vỡ. Đổ vỡ nhưng mà có đập đồ không? Có bao giờ nóng mà đập đồ chưa? Chưa. Chưa phải không? Dạ, chưa. Vậy là bừa bộn nè. Bừa cỡ nào? Lụm cái kia không cắt mà đi làm cái khác nữa. Rồi em ra không cắt. Cái này chưa cắt thì đã là dục cái khác rồi. Rồi còn gì nữa nè? Không nhớ. Quên. Làm chuyện này là làm chuyện xong kia mà lạnh nợ quên. Đáng trí. Quên. Dạ. Quên. Còn gì nữa không? Dạ. Còn gì nữa không? Đâu con vợ nó nói. Cho con vợ nó nói. Em kể chứ, em kể chứ. Kể nữa chứ. Có mê gì không? Dạ. Có mê điện thoại, mê game hay là mê phim? Điện thoại 24/24. 24/24 cầm suốt luôn. Cầm luôn. Nhưng mà cầm là chơi game hay là Facebook hay là công việc? Dạ, trời, coi Facebook rồi coi. Này TikTok này nọ thôi ạ. À vậy đó hả? Dạ. Làm tiếng kia bán thỏa là làm ấy, cứ vừa làm rồi vừa coi.
Vậy á hả? Làm không biết làm gì ở nhà cho là buồn, cầm điện thoại luôn ạ. Vậy đó. Ủa, nhưng mà giờ em có đi làm gì không? Hồi trước là không có đi làm ở nhà, tại tính là đỡ qua Tết rồi kiếm việc làm. Nhưng mà ở nhà buồn quá rồi đi làm. Dạ. Làm khoảng tháng rồi. Bây giờ khoảng tháng rồi. Dạ. Rồi bây giờ là còn em cái ở nhà làm cái kinh tế của hai đứa ổn không? Cũng được. Dạ, cũng được. Rồi giờ tới em đó, ảnh tật xấu gì? À, tật xấu đầu tiên đó là sáng nào cũng uống cà phê. Ủa cái đó được mà? Dạ không được, dạ không được. Tại vì uống cà phê nhiều quá thì không tốt cho sức khỏe của mình. Đâu có, một ngày một ngày uống 2 ly được. Ôi anh là uống có 1 ly. Người sáng là tốt nha. Thiệt. Anh là một ngày là không có cà phê là anh chịu không nổi á. Nè, uống cà phê, ví dụ nè, nếu mà để muốn tốt thực sự á là một ngày uống cà phê không đường. Dạ. 1 đến 2 đến 3 ly cũng đều em được. Em uống bơ sữa. Nhưng mà nếu uống cà phê sữa thì một ngày 1 ly. Mà buổi sáng là rất tốt. Buổi sáng rồi cho trưa chiều không có uống. Đó thì không để chỉ cho, để chị tin chị đi, có nghĩa là em một ngày em cho anh uống 1 ly cà phê, ok. Dạ. Hiểu không? Nó sẽ làm cho tỉnh táo rồi nó kích hoạt tất cả những cái mạch máu rồi tất tần tật này kia nọ là ok. Dạ vâng ạ. Ừ. Rồi nha, rồi sao nữa nè? Tật xấu thứ hai đó là quét sạch sẽ đi. Đến cọng tóc của em nó rụng nó anh cũng quét lát chậu quét mà hay gườm lắm. Cứ quét lại gườm. Cái gườm thì xấu nhưng mà cái sạch sẽ là tốt nha. Dạ. Đó, bây giờ gạt ra, cà phê được uống nè, sạch sẽ tiếp tục nha. Nhưng mà sạch sẽ thôi đừng liếc người ta. Hiểu không? Con người ta đẹp quá mà tự nhiên liếc gì được. Mình làm cho vợ mình mà, đúng không? Bỏ cái lườm thôi. Còn gì nữa? Tật xấu thứ ba đó là hay càm ràm. Nói nhiều. Với lại là hay cắt ngang lời người khác nói. Vì mỗi lần mà em muốn nói cái gì đó anh hay cắt ngang và khiến cho vợ chồng bực mình. Rồi. Thế đang nói mẹ em chen vậy, em chen vô nói bực. Nghĩa là nói nhảy chưa vô trong họng á, nói chưa hết ý. Nhảy hay nhảy vô trong họng á là chồng á. Rồi. Nhiều khi bực mình cãi lộn quýnh luôn à. Rồi, em quýnh chồng miết à. Em quýnh chồng miết à. Dạ. Không có nợ, bỏ đi bỏ đi chơi. Thôi chơi. Ở nhà ngọc mình. Tức là quýnh em lại mở em đi chơi luôn. Bỏ tới bao mà đó giờ quánh là quánh cái trận nặng nhất là quánh như thế nào? Không có. Cũng nhiều là nhiều lắm ấy ạ. Trăng này. Dạ, có dạy quánh lại không? Không. Sao quánh được? Giờ sao quánh đâu quánh được đúng không? Vợ của vợ quánh. Rồi giờ hỏi nè, có vợ ảnh đó nha, có ghen không? Vợ trẻ đẹp quá mà. Ghen nhiều lúc ghen mà. Ghen như thế nào? Nhiều lúc mà gọi điện cho bạn á thì ảnh nói chuyện với ai à? Thằng nào? Gườm nữa. Rồi anh ghen hả? Anh ghen hả? Không có, không có, không có. Ghen mà chối. Dạ. Rồi mấy hôm nay là cứ nhắn tin cho người bên chương trình á. Thì anh nói, thằng nào à? Thằng nào? Ừ, thằng nào? Vậy đó. Mà hỏi, ủa, ghen hả? Anh cứ chở qua chuyện. Dạ. Rồi, còn thật xấu gì nữa không nè? Thật xấu đó là hay thả bom ạ. Thả bom thì cũng đâu phải thật xấu tốt, đường ruột tốt, đường tốt mà tiêu hóa tốt. Một ngày chị cứ tưởng tượng đang ăn cơm thế này, ăn cơm ngon miệng vậy, chóng mông lên, chà, liên thanh luôn hả? Nếu như mà em vỗ một cái là anh re một cái, em vỗ một cái nữa là anh re một cái tiếp. Đó, tại em đó. Em khoái đó, lần đầu tiên người ta nhìn là nhìn vào vòng ba đó, đó không mà tiêu hóa tốt hàng chi nó ốm. Dạ. Thiệt mà nó phải xả ra mới ốm được. Rồi bây giờ em mong muốn xả thay đổi điều gì? Ông sẽ bớt nói chen ngang. Bớt cái tính đó. Với lại là trưởng thành hơn chút, tại vì 30 tuổi đầu rồi nhưng mà nhiều khi em tưởng như con của mình. Vậy đó hả? Con nít dữ lắm ạ. Dạ. Tối ngủ là chồng cứ gác tay lưng vai mình, vai vợ. Cho nên phải gối đầu tay vợ mới ngủ được. Dạ. Mà bây giờ nếu mà ngủ mà không có chồng là ngủ không được. Em á hả? Dạ. Bây giờ quen luôn rồi. Quen rồi. Rồi mai mốt rồi bên kia là đứa nhỏ, rồi bên này là ông chồng, hai tay. Dạ. Cái chàng. Còn em mong muốn vợ thay đổi gì? Vợ gì rồi bớt chơi game. Bớt chơi game. Bớt chơi game. Lo việc nhà. Bất kỳ game lo việc là nhà. Kinh tế thì nó ổn định không? Hả? Là kinh tế cho ông định. Đừng bớt game. Chơi game cái không tốt. Nhiều khi mấy anh nhà nó chơi game cái không. Đúng rồi đấy em. Mắt em có bị cận không? Tại mắt bị sỏi mắt à.
bị gì? Bị sỏi mắt ạ. Sỏi tức là mắt hột á phải không? Dạ. Bị mắt hột á đúng không? Dạ, nó cứ bị sốt mắt cho nên là nó mắt hột bị cườm á phải không? Vậy thì càng hạn chế coi điện thoại lại. Đúng rồi. Nghe em. Này đi làm cũng không coi được. Đúng rồi. Dạ. Với lại là biết sao không? Bây giờ hai chồng á chưa có con đúng không? Dạ, đang có em bé ạ. Được gần 3 tháng. Dạ. Ba tháng hả? Dạ gần 3 tháng ạ. Vậy hả? Dạ. Chắc chưa biết giới tính đâu đúng không em? Dạ, con trai con gái gì cũng được. Ổn rồi. Dạ. Bây giờ có một trò chơi á, ví dụ như tối á, tại vì cái mắt mình mà giờ ấy điện thoại nhiều quá là nguy hiểm lắm. Dạ. Bây giờ sẽ là chơi học chữ. Tối á bắt chồng ngồi bắt đầu á luyện chữ. Dạ. Đến chi biết không, mốt á, con mình đẻ ra bắt ổng dạy cho dạ. mình đỡ cực, hiểu dạ. cho mình đỡ cực chứ không cực lắm, vừa phải cho bú vừa phải chăm sóc thế này thế này kia nọ rồi bắt dạy thêm chữ cho con nữa rất là mệt, dồn bắt ổng hiểu không, dạ. rồi ổng bớt lèm bèm đi, ổng bớt nóng tính đi này kia nọ, đó một công đôi chuyện, mắt mình cũng không có bị sốn nữa, cái mắt bị vậy mà ấy điện thoại nhiều là nguy hiểm lắm á. Rất dạ. nguy hiểm nghe. Cái tia phóng xạ đó nó không có tốt. Bấm phải luôn à. Ừ. Đó cho nên bây giờ hai chồng chơi trò chơi đó đi vui hơn. Được không? Dạ được ạ. Rồi. Nha, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Rồi chúc cho hai vợ chồng em luôn hạnh phúc nha. Và chúc hai mẹ con vui. Dạ vâng ạ. Rồi giờ mình bốc.